Để có thể ủng hộ cho mình và nhận được thông báo khi mình ra video mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình và mình là Hoàng My Game đây. Đối với video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng giúp các bạn có thể giảm lag và quay video màn hình những cái tựa game như là Liên Quân, Free Fire, Genshin, PUBG Mobile hay là Mobile Legends, rồi những cái tựa game khác nữa mà anh em chơi gặp tình trạng bị lag, hoặc là anh em muốn có một cái ứng dụng giúp anh em có thể quay video màn hình cho những bạn nào mà máy yếu nha. Thì đây là một ứng dụng sẽ giúp cho các bạn có thể làm được điều đó. Những bạn nào mà có mong muốn quay những video chơi game rồi up lên YouTube nhưng mà điện thoại các bạn mỗi lần quay video thì bị lag á, thì các bạn có thể sử dụng ứng dụng này, nó sẽ cực kỳ hiệu quả luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một xíu nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải về cái phần mềm này trước. Thì ở đây các bạn có thể thấy mình ở đây mình có viết rất là rõ ở dưới này, đây là về cái ứng dụng này, rồi mình đọc cho bạn nghe nha. Thì đây là cái ứng dụng Game Booster, rất là tốt cho điện thoại Android gặp cái tình trạng bị lag, hay là ứng dụng này nó sẽ giúp cho các bạn, sẽ giúp được các bạn tăng tốc game nè, tăng tốc máy nè, tắt app chạy ngầm, lia RAM và vân vân. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ các bạn một cái gaming tool, nó sẽ giúp các bạn có thể quay video màn hình cho những bạn nào mà máy yếu, chụp hình màn hình nè, còn nhiều thứ nữa mà hồi mình sẽ cho các bạn xem trong cái phần hướng dẫn sử dụng cái app này. Thì ok, để có thể download cái ứng dụng này, các bạn sẽ kéo xuống cái phần mô tả video này, cái mô tả cái video mà mình đang ngồi nói chuyện với các bạn nè. Thì nó sẽ có một đường link dẫn đến trang web này, thì đây là trang web của mình làm ra để giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về những cái ứng dụng mà mình chia sẻ nha. Thì các bạn sẽ kéo xuống phần dưới này, nó sẽ phần tải về, các bạn sẽ bấm tải về đây, hoặc là link dự phòng cũng được. Các bạn sẽ bấm tải về để tiến hành download cái ứng dụng này về nha. Rồi, thì tại đây các bạn sẽ chọn vào phần tôi không phải là người máy ở đây. Ok, thì phần link dự phòng thì nó sẽ là hai link rút gọn và nó không up trên MC nha. Còn cái phần này thì một link rút gọn và up lên MC nha các bạn, nên các bạn lưu ý. Đó. Thì sau khi nó xác minh cho các bạn xong, các bạn sẽ chọn lịch hành tôi tính new. Thì ở cái bước xác minh đó thì nếu như các bạn đã đăng nhập tài khoản Gmail rồi thì nó sẽ không có hiện xác minh hình ảnh nha. Và ngược lại thì nó kêu các bạn chọn hình ảnh gì, cứ chọn đúng hình ảnh đó là được. Rồi, đợi nó chạy xuống không gian nha các bạn ơi. Ok, sau khi nó chạy xuống không gian các bạn sẽ chấm vào cái link nè để nó chuyển các bạn đến trang để download nha. Đây, Game Booster. Cái Game Booster này 3.27M nhẹ thôi các bạn. Các bạn cũng tương tự đến như tôi, không phải là người máy nè. Thì cũng tương tự như hồi nãy đó. Nếu như bạn đã đăng nhập tài khoản Gmail rồi thì sẽ không bắt bạn xác minh đâu, giống mình vậy đó. Ok, thì sau khi nó chạy xong các bạn sẽ bấm vào download nè để tiến hành download cái ứng dụng này về. Đây, chúng ta sẽ đợi chạy xuống không gian nha các bạn ơi. Thì do là có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm về cái ứng dụng này, ứng dụng mà giúp các bạn có thể giảm lag cũng như là quay video màn hình á, tại vì cũng có nhiều bạn muốn quay video màn hình á, cho nên là mình cũng cố gắng tìm kiếm và chia sẻ các bạn cái ứng dụng này. Và nếu như các bạn thấy ứng dụng này hay, video của mình hữu ích cho các bạn, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, thì sau khi chạy xuống không gian các bạn sẽ bấm vào download nè để nó tiến hành download cái ứng dụng này về cho chúng ta. Ok. Rồi, thì ở đây các bạn nên kéo gì vậy nè để nó có cái thông báo để ra tải xuống á, đây nè. Đây. Đây nè, cái phần này nè. Cái phần này là phần dịch nè, các bạn sẽ tắt đi phần dịch nè, thì nó sẽ có cái phần là bạn muốn tải xuống nè, các bạn sẽ bấm tải xuống nha để tiến hành download cho chúng ta. Đấy, nhanh lắm các bạn, bấm phát tải luôn rồi nè. Thì sau khi tải xong thì nó có cái thông báo như này, các bạn sẽ bấm vào để tiến hành cài đặt cái ứng dụng này nha. Đây. Ok, tiếp theo, cài đặt. Rồi, nó sẽ tiến hành cài đặt cho chúng ta. Thì tùy vào máy sẽ có cái tốc độ cài đặt khác nhau. Chúng ta sẽ ngồi đợi nó một xíu nha các bạn ơi. Thì video test cái ứng dụng này mình sẽ để dưới phần cuối video, bạn nào muốn xem thì xem nha. Mình đánh Liên Quân á cũng khá hay các bạn à, nhưng mà chẳng có thua. Ok, thì chúng ta sẽ chờ đợi nó một xíu. Nói chung là cái kèo Liên Quân đó thì nó hơi khó, các bạn nào muốn xem thì xem phần cuối á, thì các bạn sẽ thấy cái kèo nó hơi khó với mình. Căn bản là nó hơi khó thôi, chứ nhưng mà cái kèo nó dễ hơn xíu thì ổn. Ok, thì nó sẽ tiến hành cài đặt, chúng ta sẽ đợi nó một xíu nha. Thì sau khi cài đặt xong mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái ứng dụng này. Rồi, ok. Rồi, thì sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn sẽ có hai cái icon như thế này ngoài menu nha. Đây, các bạn lưu ý cho mình nha. Đây và một cái, và đây một cái nữa. Thì sau khi cài đặt xong ứng dụng nó sẽ có hai cái icon như thế này. Thì để có thể thêm game vào á thì các bạn sẽ mở cái phần mềm Game Booster này lên. Thì các bạn sẽ chọn cái phần import app nè. Và các bạn sẽ kéo xuống những cái tựa game các bạn muốn thêm vào. Ví dụ như là Liên Quân nè, thì các bạn sẽ đánh vào nó cho nó hiện màu đỏ lên vậy nè các bạn. Rồi. Tiếp tục là những tựa game khác như là Free Fire chẳng hạn. Đây, bấm nhầm. Đây, Free Fire. Đó. Thì các bạn sẽ trở ra. Như vậy thì các bạn đã thêm game thành công rồi, hồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tăng tốc nha. Thì các bạn sẽ tăng tốc cái máy bằng cách các bạn sẽ bấm vào cái phần này. Hoặc là một hồi các bạn ra ngoài màn hình chính mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể sử dụng thêm cái icon hồi nãy nữa, tại vì đây là cái ứng dụng nó tới hai cái icon lận. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái sử dụng nó để mà quay video nha. Các bạn sẽ chọn một phần gaming tool nè. Rồi.
Thì tại đây các bạn sẽ chọn vào Game Tool Shortcut để nó cho mình một cái icon như thế này, để mà khi nào mình muốn quay á thì bạn sẽ bấm vào cái máy quay này nè để tiến hành nó quay video cho chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái Green Recorder lên để chúng ta tiến hành setting nha. Thì các bạn lưu ý cho mình, nếu như các bạn là máy quá yếu như là máy VK10 của mình, hiện tại con máy này thì nó chạy chip Snapdragon 210, xung nhịp nó là 1.1. Thì nếu như mà máy nào các bạn mà có cái cấu hình mà cùi như mình á thì các bạn để mặc định vậy là ok rồi. Mình thấy như vậy là quay rất là ok nha các bạn ơi. Rồi, thì các bạn có thể setting như thế này. Nếu như mà máy các bạn ổn định hơn, tầm như là Redmi 5A nhưng các bạn quay game bị lag nè, hay là Samsung J7 Pro gì đó mà các bạn quay game bị lag. Còn những cái máy như là Samsung J2 trở xuống rồi Oppo thì mình không có tìm hiểu về máy nhiều, nhưng mà các bạn có thể so sánh cấu hình nó với cái máy của mình nha, để các bạn có biết nha. Những máy nào bây giờ mình nói sẽ nói cấu hình chung đi. Nếu như mà máy các bạn RAM từ 2GB trở lên và chip của các bạn là chạy Snapdragon hoặc là MediaTek hay là bất cứ chip gì đó nhưng mà xung nhịp nó từ 1.5 trở lên, thì MediaTek thì mình khuyên các bạn là từ hơn 1.5 nhiều một xíu các bạn nên hãy setting cao nha. Còn những bạn nào mà chip MediaTek mà chip xung nhịp 1.5 thì các bạn nên để mặc định đi, tại vì chip nó hơi yếu á. Rồi thì nếu như máy của các bạn là như vậy thì các bạn sẽ để cái resolution này các bạn để lên 480 cho mình. Thì đây là chất lượng 480p thì chất lượng này cũng khá ổn rồi. Nếu các bạn đăng lên YouTube thì xem cũng khá ổn nha. Hồi xưa mình quay game thì mình quay bằng con máy này thì mình quay 360 thôi các bạn, xem cũng tạm. Nói chung thì nó cũng hơi bể hình một xíu nhưng mà nó vẫn rất là ổn cho những bạn nào mà máy yếu, tại vì máy yếu thì mình phải chấp nhận thôi. Đó thì cái này là cái phần để các bạn lưu ý nha. Còn FPS á thì các bạn lưu ý cho mình, nếu như máy các bạn mà hồi nãy mình có phân tích á, thì nếu như máy các bạn thuộc loại 2 là cái máy mà cấu hình tạm hơn một xíu thì các bạn có thể để lên 30 hoặc là 25, 30. Còn những bạn nào mà máy quá yếu như máy của mình á thì 15 á thì nó hơi bị bể lắm các bạn, cho nên là mình nghĩ các bạn cũng nên để 25 đi, tại vì 25 thì nó cũng không có lát lắm đâu. Ok, thì các bạn chọn hai phần là từ 25 đến 30 thì tùy theo máy thôi, tại vì mình không thể nào mà hướng dẫn theo từng máy được, tại vì nói chung là có nhiều cái cách setting lắm, nên là các bạn có thể lưu ý cho mình là 25, 30, đó là những cái con số mà mình đưa ra cho các bạn. Còn ở đây là cái phần này là cái phần độ phân giải ấy. Không phải độ phân giải mà nó có phần gì ta, nói chung mình cũng không biết nữa, mà cái phần này là giống như là cái khi các bạn chụp hình á có cái chế độ gọi là 5 megapixel hay là 10 megapixel, 12, 14 gì đó. Thì đây là cái pixel nè các bạn thấy không? Đây nói vậy đi cho dễ hiểu. Thì mình khuyên các bạn là để từ 2500 cho đến 5000. Như vậy nó mới ổn nha, chứ để như vậy thì nó mờ lắm. Các bạn để từ 2500 à 5000. Không biết 10000 có để được không? Đấy 10000 cũng được luôn. Thì tùy theo máy các bạn đó, các bạn cứ setting tầm có khoảng đó, các bạn xem máy các bạn ở cái khoảng nào thì ổn nha. Rồi thì đó là cái phần các bạn lưu ý cho mình. Rồi thì không các bạn trở ra là nó sẽ tự luôn cho các bạn và tiến hành quay game, thì các bạn cứ mở cái gaming tool lên, các bạn bấm vào cái phần recorder này thì nó sẽ tiến hành quay cho các bạn nha. Rồi thì đó bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tăng tốc game. Thì các bạn sẽ mở cái phần icon thứ hai lên, icon game này đấy, thì nó sẽ hiện những cái từ game nãy giờ các bạn thêm, thì các bạn sẽ bấm vào boost ở đây nè đấy để tiến hành tăng tốc máy của chúng ta một phát. Xong chúng ta sẽ tiến hành mở game lên. Đây ví dụ mình sẽ mở Free Fire đi cho nó nhẹ. Rồi nó sẽ tiến hành tăng tốc Free Fire và nó mở game Free Fire lên cho chúng ta. Rồi thì sau khi nó vào cái game, các bạn muốn quay màn hình lại thì các bạn sẽ bấm vào cái gaming tool nè. Đây cái gaming tool nè. Đây. Đó các bạn chọn vào cái phần máy quay để các bạn tiến hành quay nha. Còn nếu như các bạn không muốn quay, các bạn cứ để chơi bình thường và các bạn đừng có bật gaming tool lên làm gì, vậy là được rồi. Thì đó là hai cách. Là một là các bạn sử dụng nó để giảm lag thì các bạn cứ thêm game vào rồi các bạn trở ra cái phần game đó, các bạn tăng tốc game về vào game chơi. Và nếu như các bạn muốn quay màn hình thì các bạn hãy setting như hồi nãy mình chỉ gì đó. Thì tùy theo máy thì các bạn setting khác nhau. Sau khi các bạn setting xong, các bạn sẽ vào game như mình chỉ, rồi các bạn sẽ mở cái này lên và bấm quay để tiến hành quay màn hình. Ok, thì video mà mình chia sẻ ứng dụng đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn thấy ứng dụng hay, video mình hiệu quả cho hữu ích cho các bạn, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh, đặc biệt là nút đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ok, mời các bạn đến những video test game thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.